Xin chào tất cả các em. Ở buổi học hôm nay thì cô và các em chúng ta sẽ đi ôn tập chương 2 của hình học lớp 9 đúng không ạ? Vậy thì đối với phần ôn tập chương 2 này thì có một số các cái phần lý thuyết. Có một số các phần lý thuyết là các em cần nhớ thì các em hãy đọc cái phần tóm tắt kiến thức cần nhớ giúp cô. Đấy. Thì chúng ta sẽ có một số các cái ở đây thì cô đọc qua một chút là đường tròn tâm O này. Bán kính R là hình bao gồm tất cả các điểm cách O một khoảng cố định cho trước, đó là R đúng không ạ? Thứ hai là tiết tuyến của đường tròn là đường thẳng mà nó chỉ có một điểm chung với đường tròn đó thôi, thì nó được gọi là tiết tuyến. Cái đường nối từ gì từ tâm đường tròn đến tiếp điểm thì nó sẽ vuông góc với cái đường thẳng tiếp tuyến đúng không ạ? Chúng ta có định lý này, tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác là của tam giác vuông thì nó chính là trung điểm của cạnh huyền. Thứ hai là nếu một tam giác có một cạnh là đường kính của đường tròn thì tam giác đó là tam giác vuông. Vậy cái này chúng ta sẽ áp dụng để chúng ta đi làm các bài tập. Tức là nếu một tam giác có một cạnh là đường kính của đường tròn thì tam giác đó là tam giác vuông. Tất cả các cái điểm nằm trên đường tròn thì nó đều nhìn đường kính là một góc 90 độ đúng không ạ? Bài sang phần định lý 2 như sau là đường tròn là hình có tâm đối xứng và tâm của đường tròn chính là tâm đối xứng của cái đường tròn đó. Còn đường tròn thì là hình nó cũng có trục đối xứng và mỗi đường kính thì nó là một trục đối xứng của đường tròn. Như vậy đường tròn có vô số trục đối xứng vì nó có là vô số đường kính đúng không ạ? Bất kỳ đường kính nào thì nó cũng chính là trục đối xứng của đường tròn. Trong các dây của đường tròn thì cái dây mà nó có độ dài lớn nhất chính là đường kính đúng không ạ? Định lý tiếp theo đó là đường kính vuông góc với một dây thì nó đi qua trung điểm của cái dây ấy. Còn đường kính đi qua trung điểm của dây thì nó sẽ vuông góc với cái dây ấy đúng không ạ? Đường kính đi qua trung điểm của một dây không đi qua tâm thì nó sẽ vuông góc với cái dây đấy. Sang định lý tiếp theo đó là trong một đường tròn thì hai dây bằng nhau khi và chỉ khi là nó cách đều tâm và hai dây cách đều tâm thì bằng nhau. Dây lớn hơn thì nó sẽ gần tâm hơn và dây gần tâm hơn thì sẽ lớn hơn, đúng chưa? Định lý tiếp theo đó là nếu một đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn thì nó vuông góc với bán kính tại tiếp điểm. Nếu một đường thẳng đi qua một điểm của đường tròn và vuông góc với bán kính đi qua điểm đó thì cái đường thẳng đấy được gọi là tiếp tuyến của đường tròn, đúng chưa? Về hai đường tròn thì hai tiếp tuyến của đường tròn cắt nhau tại một điểm. Nếu có hai tiếp tuyến của đường tròn cắt nhau tại một điểm thì cái điểm đó nó sẽ đầu tiên là cách đều hai tiếp điểm. Thứ hai là tia kể từ điểm đó đi qua tâm là phân giác tạo bởi hai cái tiếp tuyến đúng không ạ? Và tia kể từ tâm đi qua điểm đó chính là phân giác của góc tạo bởi hai bán kính đi qua tiếp điểm đúng không ạ? Nếu hai đường tròn cắt nhau thì cái đường nối tâm chính là đường trung trực của dây chung. Đấy là tất cả những cái mà cô đã đọc qua để chúng ta có thể nhớ lại. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần bài tập. Bài tập ở đây đầu tiên đó là bài tập số 41. Bài 41 như sau: cho đường tròn tâm O đường kính BC. Cho đường tròn tâm O đường kính là BC. Dây AD vuông góc ở BC tại H. Gọi EF là thứ tự chân đường vuông góc kể từ H đến AB. HE vuông góc với AB và HF vuông góc với AC. Gọi IK theo thứ tự là đường tròn ngoại tiếp HBE và HCF. Hãy xác định vị trí tương đối của đường tròn tâm O và tâm Y. Đường tròn tâm O và Y đây. Vậy thì ta có như sau. Câu A là ta có độ dài đoạn nối tâm tức là IO. OI thì nó sẽ bằng là OB bằng OB trừ đi IB. Đúng chưa? Như vậy thì nó bằng bán kính của đường tròn lớn trừ đi cái bán kính của đường tròn nhỏ, đúng chưa? OB là bán kính của đường tròn tâm O lớn, còn OB này là bán kính của đường tròn lớn này, còn IB này là bán kính của đường tròn nhỏ. Vậy khoảng cách mà nó bằng hiệu hai bán kính vậy sinh ra
là đường tròn tâm Y và đường tròn tâm O, hoặc là hai đường tròn tiếp xúc, đúng không ạ? Và đây là tiếp xúc tròn. Suy ra đường tròn tâm Y và đường tròn tâm O là hai đường tròn tiếp xúc tròn. Và nó tiếp xúc tròn ở đâu? Ở ngay vị trí B này. Đây này, có một cái đường tròn nhỏ như này và tiếp xúc tròn với đường tròn lớn này, là hai đường tròn tiếp xúc tròn. Đường tròn tâm K và đường tròn tâm O, K và O. Đây, đường tròn tâm K chính là cái đường tròn nhỏ nhỏ này. Đường tròn tâm O là đường tròn lớn này. Vậy chúng ta cũng có OK. OK thì cũng bằng là OC trừ đi KC. Như vậy nó bằng bán kính của đường tròn lớn trừ đi cái bán kính của đường tròn nhỏ này. Đấy, OK bằng bán kính của đường tròn lớn trừ bán kính đường tròn nhỏ. Như vậy thì đường tròn tâm O và đường tròn tâm K, O và K, là hai đường tròn tiếp xúc tròn. Và cụ thể ở đây cái đường tròn này này và đường tròn O lớn này tiếp xúc tròn tại C, đúng chưa? Đây là hai đường tròn tiếp xúc tròn. Đường tròn tâm Y và đường tròn tâm K, hai đường tròn nhỏ này, đường tròn nhỏ thứ nhất này và đường tròn nhỏ thứ hai này, chúng ta có đoạn IK. IK thì nó sẽ bằng đoạn gì? IH cộng với lại HK, đúng không ạ? Bằng IH Y bằng cái đoạn IH này cộng với đoạn KH. Như vậy thì độ dài đoạn nối tâm bằng tổng hai cái bán kính. Như thế thì chúng ta có đường tròn tâm Y và đường tròn tâm K là hai đường tròn tiếp xúc ngoài. Và hai cái đường tròn nhỏ này nó sẽ tiếp xúc ngoài với nhau tại H. Nên suy ra đường tròn tâm Y và đường tròn tâm K tiếp xúc ngoài. Cụ thể đó là tiếp xúc ngoài tại H. Sang IB. IB người ta hỏi các em là tứ giác AEHF là hình gì, vì sao? Vậy các em xét tứ giác AEHF. Xét tứ giác AEHF. Đầu tiên là ta có cái điểm A thuộc đường tròn tâm O, đúng không ạ? Đường kính BC A, điểm A thuộc đường tròn tâm O, bán kính là BC trên 2, tức là đường kính BC. Vậy tất cả những điểm nằm trên đường tròn thì nó đều nhìn đường kính dưới một góc vuông. Vậy suy ra góc BAC bằng 90 độ. Suy ra góc BAC bằng 90 độ, đúng chưa? Điểm E lại thuộc đường tròn BEH. E lại thuộc cái đường tròn E nó thuộc đường tròn đi qua ba điểm BEH, tức là E thuộc đường tròn tâm Y bán kính BH, thuộc đường tròn tâm Y bán kính là BH trên 2, đúng chưa? Nên suy ra góc BEH bằng 90 độ. Đây người ta cho các đường vuông góc, đúng không ạ? Nếu các đường vuông góc người ta cho rồi, cô xin lỗi các em, cái này cô xin lỗi một chút. Đây vẫn là suy ra góc ABAC vẫn bằng 90 này. Bây giờ chúng ta sẽ xét luôn cái tứ giác. Các em
xét tứ giác là, xét tứ giác là AEHF, xét tứ giác AEHF. Có góc A bằng 90 độ chứng minh trên. Thứ hai là góc E bằng góc F cùng bằng 90 độ theo giả thiết. Giả thiết người ta cho là gì? HE vuông góc AB và HF vuông góc AC, đúng không ạ? Như thế thì tứ giác này có 3 góc vuông, vậy AEHF là hình chữ nhật. Suy ra AEHF là hình chữ nhật. Sang câu tiếp theo là câu D. Chứng minh rằng EF là tiếp tuyến chung của đường tròn tâm Y và đường tròn tâm K. EF là tiếp tuyến chung. Vậy muốn chứng minh nó là tiếp tuyến chung thì các em phải chứng minh EF vuông góc với lại là IE và EF vuông góc với lại KF thì nó sẽ là tiếp tuyến, đúng không ạ? Câu C trước, câu C lại chứng minh rằng là EA nhân với EB bằng EF nhân với EA, AE nhân với lại AB bằng AF nhân với AC. Bây giờ chúng ta đi câu C trước nhé. Chứng minh rằng AE nhân với AB thì bằng AF nhân với AC. Vậy các em xét cho cô, xét trong tam giác vuông AHB, xét cái tam giác vuông AHB có góc H bằng 90 độ. Có góc H là 90 độ. Tiếp theo là ta có AB vuông góc với đoạn HE. Vậy tam giác vuông có đây là đường cao. Vậy thì các em sẽ suy ra được là AE nhân với lại AE nhân với AB. Thì bằng bình phương của AH bình. Cái này là theo hệ thức lượng trong tam giác vuông, tức là B bình thì bằng B phẩy nhân với A, hoặc là C bình thì bằng C phẩy nhân với A. Đấy, đúng không ạ? Vậy thì bằng AH bình, cái này là theo hệ thức lượng. Trong hệ thức lượng trong tam giác vuông. Đây các em ghi đầy đủ vào nhé. Theo hệ thức lượng trong tam giác vuông. Tiếp theo các em cũng xét cho cô trong tam giác AHC. Xét cái tam giác AHC cũng có góc H bằng 90 độ. Tam giác này vuông có HF là đường cao. HF lại vuông góc với AC. Vậy ở đây thì các em cũng suy ra được là AF nhân với AC. Vậy suy ra được là AF nhân với AC thì nó sẽ bằng là HF bình, bằng AH bình. Đấy, hình chiếu này. Đây là xem như vậy này là B này thì bằng B phẩy nhân với A, đúng chưa ạ? B phẩy bình thì bằng B phẩy nhân với A, đúng không? Cái này cũng là theo hệ thức lượng trong tam giác vuông. Hệ thức lượng trong tam giác vuông. Vậy các em đặt cái này là 1, cái này các em đặt là 2. Từ 1 và 2 thì các em suy ra là AE nhân với AB sẽ bằng AF nhân AC vì cùng bằng AH bình. Từ 1 và 2 các em sẽ suy ra được là AB, AE nhân với AB sẽ bằng AF nhân với AC, đúng chưa ạ?
vì cái đoạn này nó cùng hai đoạn này cùng bằng AH bình phương. Vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được câu B, xong được câu C. Bây giờ chúng ta sang câu D, chứng minh rằng EF là cái tích chứng chung. Bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Kem gọi M là giao điểm của AH và EF. Thì các em sẽ suy ra được là MA sẽ bằng ME bằng MF và bằng MH. Suy ra MA bằng ME bằng MH và bằng MF. Đúng chưa? Vì sao? Cái này theo tính chất của hình chữ nhật. Tức là hình chữ nhật nó có hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm. Đúng chưa? Thầy cô gọi đây là M. Thế bây giờ các em xét hai tam giác là MEI và MHI. Xét cái tam giác MEI và tam giác MHI. Hai tam giác này có ME bằng MH theo chứng minh riêng. ME bằng MH theo chứng minh tên. Đây. Thứ hai là ta có IE bằng IH cùng bằng bán kính, đúng không ạ? IE bằng IH cùng bán kính. Được chưa? Có IM chung. Vậy từ ba cái này thì các em sẽ suy ra được là tam giác gì? MEI sẽ bằng với tam giác là MHI. Theo trường hợp là cạnh cạnh cạnh. Hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh cạnh cạnh. Và hai tam giác bằng nhau thì các em sẽ suy ra được cặp cạnh tương ứng cặp góc tương ứng bằng nhau, đó là góc E bằng góc H. Vậy bây giờ cô sẽ xóa cái bảng của phần A và phần B đi. Bạn nào cần thì có thể dừng video lại một chút để cô xóa phần A và phần B đi nhé. Vậy các em suy ra được là góc MEI sẽ bằng MHI. Suy ra MEI sẽ bằng MHI. Mà MHI của chúng ta thì bằng 90 độ. Đúng chưa? Đây là cặp góc tương ứng. Hoặc là bằng MHI thôi đã. Đấy, bằng MHI là rõ cặp góc tương ứng. Mà MHI bằng 90 độ theo giả thiết. MHI bằng 90 độ theo giả thiết.
Nên là chúng ta sẽ suy ra được MEI cũng bằng 90 độ. Mà góc MEI bằng 90 độ, vậy chứng tỏ là EF là tiếp tuyến của đường tròn tâm Y. Vậy EF là tiếp tuyến của đường tròn tâm Y. Chứng minh tương tự thì em cũng có hai tam giác là MOK sẽ bằng MFK. Đấy. Chứng minh tương tự thì ta có là tam giác MHK sẽ bằng MFK. Tam giác MHK cũng bằng với tam giác MFK. Theo trường hợp cạnh cạnh cạnh. Đây, hai tam giác đấy cũng bằng nhau trong trường hợp cạnh cạnh cạnh. Vậy chúng ta cũng suy ra được là MFK sẽ bằng MHK. MFK sẽ bằng với góc MHK. Cặp góc tương ứng. Cặp góc tương ứng. Mà góc MHK thì bằng 90 độ theo giả thiết. Nên là các em sẽ suy ra được là góc MFK cũng bằng 90 độ. MFK bằng 90 độ, vậy suy ra là EF song song với MFK. À, EF vuông góc với lại FK. Vậy EF là tiếp tuyến, cũng là tiếp tuyến của đường tròn tâm K. Như thế là chúng ta đã chứng minh được EF vừa là tiếp tuyến của Y vừa là tiếp tuyến của K, đúng chưa? Sang câu cuối cùng là câu E, xác định vị trí của H để EF có độ dài lớn nhất. Câu E. Ta có là EF. EF thì bằng đoạn AH. Do tính chất hình chữ nhật. Tính chất hình chữ nhật thì là hai đường chéo bằng nhau. Đúng chưa? Vậy EF lớn nhất khi AH lớn nhất. Vậy hoặc là do đó EF lớn nhất khi AH lớn nhất. Mà AH luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng AO. Đúng chưa? Trong đường tròn thì cái dây này luôn luôn là nhỏ hơn hoặc bằng đường kính. Vậy 1/2 AH là 1/2 của dây, vậy AH luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng AO. Như thế thì AH lớn nhất sẽ bằng AO. Đúng chưa? AH lớn nhất chính bằng AO. Khi đó H trùng với O. Khi đó H nó sẽ trùng với O. Vậy EF sẽ lớn nhất khi H trùng O. Bây giờ chúng ta sẽ sang bài tập tiếp theo là bài tập số 42. Bạn nào có cần thì hãy dùng video làm một chút. Bây giờ cô sẽ xóa bảng đi để cô sang bài tập 42 nhé.
Bài 42 như sau. Cho hai đường tròn O và O phẩy tiếp xúc ngoài với nhau tại A. BC là tiếp tuyến chung ngoài. Bây giờ chúng ta sẽ đi vẽ hai đường tròn tiếp xúc ngoài với nhau tại A đã nhé. BC là tiếp chúng chung ngoài, B thuộc O và C thuộc O phẩy. Tại A cắt BC ở điểm M, gọi E là giao điểm của OM và AB. Tiếp tuyến chung trong cắt AM, tiếp chung trong tại AM cắt BC, tại A cắt BC ở M. Gọi E là giao điểm OM và AB. F là giao điểm của O'M và AC. Chứng minh rằng AEMF là hình chữ nhật. Bây giờ chúng ta sẽ làm bài này như sau. Câu A. Ta có AM và BM là tiếp tuyến chung của đường tròn tâm O. Có AM và BM là tiếp tuyến, là hai tiếp tuyến của cái đường tròn tâm O, đúng không ạ? AM và BM đều là tiếp tuyến đường tròn tâm O cắt nhau tại M. Vậy suy ra được là MB sẽ bằng MA. Theo định lý của hai tiếp tuyến cắt nhau, đúng chưa? Theo định lý hai tiếp tuyến cắt nhau
hai tiếp tuyến cắt nhau của một đường tròn cắt nhau là một điểm thì cái điểm đấy cách đều hai tiếp điểm. Tiếp theo là chúng ta có là gì? MC. MC và MA cũng là hai tiếp tuyến của đường tròn tâm O phẩy. Có MC và MA là tiếp tuyến. Cái đường tròn tâm O phẩy. Nên là các em cũng suy ra được MC bằng MA. Cái này cũng theo định lý của hai tiếp tuyến cắt nhau. Hai tiếp tuyến cắt nhau thì cách đều hai tam điểm, đúng không? Vậy các em đặt đây là 1. Em đặt đây là 2. Vậy từ 1 và 2 thì các em sẽ suy ra được MA bằng MB bằng MC. Ba cái đoạn này bằng nhau. Hai cái này cùng bằng MA nên cả ba đoạn bằng nhau. Đúng chưa? Mà MA bằng MB MC, vậy các em xét trong tam giác BABC. Xét cái tam giác ABC có trung tuyến AM nó bằng 1/2 cạnh BC. Trung tuyến là một cạnh, ba đoạn này bằng nhau, MA bằng MB bằng MC, vậy AM bằng 1/2 BC. Trung tuyến là một cạnh, bằng 1/2 cạnh đó, vậy suy ra tam giác ABC là tam giác vuông tại A. Suy ra tam giác ABC vuông tại A. Tam giác ABC vuông tại A. Rồi. Tiếp theo là chúng ta này có như sau. Có MB bằng MA. Nên suy ra M thuộc trung trực AB. M thuộc trung trực của AB. Tiếp tục ta lại có OA cũng bằng OB. Đúng chưa? OA bằng OB vì cùng bằng R, còn MA bằng MB là theo chứng minh trên. Suy ra O thuộc trung trực AB. Cách đều hai cái đầu bút thì nó nằm thuộc trung trực. Thuộc trung trực của AB. Vậy từ hai cái này thì các em hãy suy ra được là O thuộc trung trực AB, M cũng thuộc trung trực của AB. Mà cái trung trực thì được xác định, một đường thẳng thì xác định bởi hai điểm. Vậy từ đây các em sẽ suy ra MO chính là trung trực của AB. Suy ra MO là trung trực của AB. Mà MO là trung trực của AB, vậy thì các em sẽ suy ra được là MO vuông góc với AB. Suy ra MO vuông góc với AB. Mà MO vuông góc với AB chứng tỏ là góc MEA bằng 90 độ. MEA sẽ bằng 90 độ. Chứng minh hoàn toàn tương tự thì ta cũng có là O phẩy M cũng chính là trung trực của AC. Thì chúng ta cũng chứng minh hoàn toàn tương tự thì chúng ta có MFA cũng bằng 90 độ. Chứng minh tương tự. Thì ta có cái góc MFA cũng bằng 90 độ. Thế bây giờ các em xét tứ giác AEMF. Xét tứ giác AEMF. Tứ giác này có góc A, tức là góc góc A tức là góc BAC vuông tại A.
Câu A ra bằng 90 độ, đây chúng ta đã chứng minh rồi. Có góc A này thì bằng góc E này, bằng góc F này, đều bằng 90 độ theo các chứng minh trên. Mặt tứ giác có 3 góc là 3 góc vuông, vậy suy ra là AE với F chính là hình chữ nhật. Vậy chính là hình chữ nhật. Vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được ý A. Bây giờ chúng ta sẽ sang ý B. Ý B là chứng minh rằng ME nhân với MO, ME nhân với MO thì bằng MF nhân với MO phẩy. Vậy ý B. Đây ta là chứng minh được vuông góc này. Đây ta cũng là chứng minh được vuông góc rồi đúng không ạ? Vậy các em xét tam giác là OAM. Xét cái tam giác OAM. Tam giác này có góc A bằng 90 độ. Ta lại có là AE thì lại vuông góc với OM. AE vuông góc với OM. Như vậy thì tam giác này là tam giác vuông, có cái này là đường cong. Vậy thì các em sẽ suy ra được là ME nhân với MO thì sẽ bằng là MA bình hoặc là AM bình. Cái này là theo hệ thức lượng trong tam giác vuông. Hệ thức lượng trong tam giác vuông. Đúng chưa? Tương tự. Chứng minh tương tự. Thì ta có ME, MF nhân với MO phẩy. MF nhân với MO phẩy cũng bằng AM bình. Cũng theo hệ thức lượng trong tam giác vuông. Kem được phép ghi chứng minh tương tự. Đấy. Vì cái tam giác gì? MAO phẩy có góc A 90 độ. AF lại vuông góc với O phẩy M. Nên chúng ta có AM bình thì bằng MF nhân với MO phẩy. Kem đặt đây là 1. Đây là 2. Vậy từ 1 và 2 thì em sẽ suy ra được ME nhân với MO. Từ 1 và 2 thì các em sẽ suy ra được là ME nhân với MO thì nó sẽ bằng MF nhân với MO phẩy vì cùng bằng AM bình. Và đây chính là điều phải chứng minh của chúng ta. Đấy là điều phải chứng minh. Sang câu C. Chứng minh rằng OO phẩy là chiếc tuyến của đường tròn đường kính BC. Vậy thì ta có MA bằng MB bằng MC. Theo câu A. Nên suy ra MA chính là bán kính của đường tròn đường kính BC. Để suy ra MA là bán kính của đường tròn đường kính BC. Đúng chưa? Mà OO phẩy lại vuông góc với MA theo giả thiết. Theo giả thiết thì người ta bảo là cái đường này chính là tiếp tuyến trung ngoài. Đúng không ạ? Vậy OO phẩy vuông góc với MA. Vậy thì OO phẩy vuông góc với bán kính. Đúng chưa? Vậy thì tại tiết điểm vậy suy ra OO phẩy chính là tiếp tuyến của đường tròn đường kính BC. Vậy OO phẩy chính là tiếp tuyến của đường tròn đường kính BC.
BC là tiếp tuyến của đường tròn đường kính OO phẩy. BC là tiếp tuyến. Vậy muốn chứng minh nó là tiếp tuyến thì chúng ta phải chứng minh nó vuông góc của bán kính, đúng không ạ? Vậy thì em gọi N là trung điểm của OO phẩy. Câu D. Gọi N là trung điểm của OO phẩy. Vậy em xét trong tam giác là OMO phẩy. Xét cái tam giác OMO phẩy có góc M bằng 90 độ do cái hình này MSN. Có góc M này bằng 90 độ là do người ta đã chứng minh cái hình là AMS là hình chữ nhật, đúng không ạ? Đấy, AMS của chúng ta đã chứng minh. AMS của chúng ta là hình chữ nhật, vậy góc M này là 90 độ theo theo câu A, đúng chưa? Xét tam giác OMO phẩy có góc M bằng 90 độ, cái này là theo câu A. Hoặc là do AMS là hình chữ nhật. Ta sẽ xóa cái phần của câu A đi để chúng ta làm tiếp nào. Bạn nào cần thì hãy dừng video này một chút giúp cô này. Có góc M bằng 90 độ. Vậy tam giác này là tam giác vuông, đúng không ạ? Suy ra là OMO phẩy vuông tại M. Suy ra tam giác OMO phẩy vuông tại M. Mà MN chính là trung tuyến. Nên chúng ta sẽ suy ra trung tuyến đứng cạnh huyền bằng một hai cạnh huyền, suy ra là NM sẽ bằng NO và bằng NO phẩy, đúng không ạ? Ba đoạn này sẽ bằng nhau. Đấy, trung tuyến đứng cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền, tức là NM bằng 1/2 OO phẩy, mà O lại là M lại trung điểm OO phẩy, suy ra là NM sẽ bằng NO và bằng NO phẩy, đúng chưa? Vậy suy ra là NM chính là bán kính của đường tròn đường kính OO phẩy. NM là bán kính của cái đường tròn đường kính OO phẩy. Bây giờ các em xét tứ giác là BC O phẩy O. Xét tứ giác BC O phẩy O có OB song song với O phẩy C. OB
song song với O phải C vì cùng vuông góc với BC. Nên suy ra tứ giác là BC O phải O. Suy ra là BC O phải O chính là hình thang. Mà MB bằng MC là theo câu A đúng không ạ? Câu A ra giải chứng minh rồi. Đúng chưa? Rồi NO lại bằng NO phẩy theo cách vẽ. Như vậy thì ta có là MN chính là trung điểm của hai cạnh bên. Vậy suy ra là MN chính là đường trung bình của hình thang BCO phải O. Từ đây suy ra MN là đường trung bình của hình thang OB là BC O phải O. Mà nó là đường trung bình, vậy chúng ta sẽ suy ra được là MN sẽ song song với OB và OC. OB và song song với O phải C. Mà ta có OB lại vuông góc với lại đoạn BC. MN lại song song với lại là OB mà BC OB lại vuông góc với BC, vậy suy ra là MN cũng sẽ vuông góc với BC. Đúng chưa? Vậy thì cái đường thẳng BC nó vuông góc với bán kính MN tại tiếp điểm M. Vậy thì chúng ta sẽ suy ra được là BC đã vuông góc với MN rồi, mà MN là bán kính. Vậy như vậy là chúng ta sẽ suy ra được BC chính là tiếp tuyến của đường tròn đường kính OO phẩy. Vậy BC là tiếp tuyến của đường tròn đường kính OO phẩy. Như thế là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 41 và bài tập 42. Các em về hãy xem lại hai bài tập này và làm nốt cho cô bài tập còn lại là bài tập số 43. Cô sẽ ra thêm một video nữa để hướng dẫn cho các em nốt bài tập cuối cùng là bài tập 43 các em nhé. Cô cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video bài tập của cô, và cô hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.